cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là bò sữa. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, dạ, kéo cắt, hồ dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Ok, cắt bò sữa nha. Muốn dừng lại. Vừa làm một nghe nhạc thế ạ. Là sắp đổi việc xem làm không được. Mẹ chỗ để làm chỗ này đi ra để chơi giải trí à? Thánh ơi, không bảo anh Cường à? Làm con bò thì răng thì răng vâu. Bò bò răng vâu này. Hết keo dán mũi mũi. Làm con anh đây chứ chưa chưa gì vậy? Ai cũng vui như thế.
Ok mọi người ơi, bây giờ mình kết thúc rồi nhá. Sẽ lấy tên là bò sữa. Các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là mèo Kaki. Đem được sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công cũng dạ và cắt vào sáng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Ok mọi người ơi, cắt sẵn mèo nhé mọi người nhé. Cắt xong sẽ thiệt to tí.
Tết lại không giống Tết xưa, không được bắn pháo mà chán nhỉ. Bắn pháo hoa lại như là để phản nghe. Chưa có pháo thì cần gì. Ba mình rất rất vui với anh. Rất vui. Đờ. Đốt pháo rồi xong nhất là vui nó. À, thì cứ thế này. Mát người. Không phải là người nhưng mà là đã làm mình thế không là cái thằng ấn được mà đã u được sau hơn trò quả lừa quả là cái tinh nhĩ để sau phần làm người 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 trước là nhiều cá lắm là còn trước là đôi mày sao rồi và cũng có rồi nọ à rồi đốt lên và tháo lọ thì còn đốt lên nha. Ok quý nhà, cảm ơn.